Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 20 càng cầu nha mọi người. Thì 20 càng cầu này đa phần là càng carbon lấy từ thị trường Nhật về. Có những cây đây qua Kentucky cứng 300. Vài cây nó carbon sẵn gần gốc luôn. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi của clip sắp lên đó, thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco, một dòng thương hiệu của nội địa Nhật. Thì cái này cũng mấy clip trước cũng đăng này, nên clip này đăng lên giá thanh lý luôn. Đây Alpha Taco, nó dập chữ nổ lên cán luôn nè. Khôi của nó là khôi carbon, đây, carbon sẵn hai da. Đọt của nó là đọt sợi titan, đọt thấp. Đọt thấp này thì nó sẽ tăng lực tải của cái cần và tạo cảm giác kéo cá nha. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji Sheet. Phen thì khá đắt tiền nha mọi người. Keo chỉ thì ok. Đó. Nói chung thì là càng nguyên zin, chưa độ chế là hết. Buộc chống sẵn nha, buộc chống sẵn Fuji. Thì cái này dài là 1m6, độ cứng ra tầm khoảng 50 đến 80 thôi nha mọi người. Thì đọt nó là đặc sợi titan, độ cứng nó sẽ chảy dài vào trong. Thì cái này nó nặng là 170 gram, dài là 1m8, dài là 1m6, đọt là 1.8. Rồi giá công khai cái số 1 giá là 850k cộng ship nhé. Thì bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước nhé. Đây thông số của nó đây. Đó. Tiếp theo là cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người vẫn là một cây cần dạng cắm gốc lở. Thì cây này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7 đây, đó, 2 khúc 2m7. Thì cây này một cây cần nội địa. Đây là một cây hãng của Alpha Taco. Đây, hãng Alpha Taco giống hãng cây số 1 đây. Cây là cây Alpha Taco hàng nội địa. Này, anh đã đóng là Mercedes-Benz đây, đó. Thì cây này dài 2m7, chất liệu là liệu carbon pha. Thì cần còn rất là đẹp luôn. Theo đánh giá thì cây này nó rơi tầm khoảng 90-93% nhé. Phen của nó là phen bóm Fuji Sheet nhé. Phen này phen Sheet, càng rất là xịn. Tổng thể của hình còn rất là đẹp. Bát là bát Fuji tem quàng. Keo chân phen keo còn rất là ok nhé. Phen đề 3. Thì cây này thích hợp về cho anh em nào câu ngâm, câu lăng xê, câu cha, câu chép. Bu ở đây, bu dạng bu xít màu chè luôn. Cần còn rất là mới. Đó. Đây. Đó, cho mọi người xem. Rất là mới luôn, hàng Nhật. Thì cái này độ cứng nó tầm khoảng 50 thôi. Nặng là 345 g. Đọt của nó là 2.1 ly. Rồi, giá công khai cái số 2, giá vẫn là 850k cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 lên cho mọi người là một dòng cần cổ đai qua. Thì đây một dòng cần của Daiwa Helilock. Thì cần này khá nổi tiếng đó. Ở Việt Nam anh em đánh cần này rất là nhiều luôn, vì nó có độ bền rất là cao. Vì cây này là một cây Daiwa Helilock carbon sẵn ít. Phen của nó là phen Fuji loại xám nhá. Bát của nó là bát Fuji tam quang. Những cây này thì anh em có thể câu cha, câu chép, câu lăng xê, câu ngâm rất là ok luôn. Thì cây này cứng 50, dài 2m7. Khôi là khôi carbon sẵn ít. Đây nó có xước sát nè mọi người, đó, nhưng không ảnh hưởng tới khôi nha, đảm bảo cho anh em độ chắc và độ khỏe của khôi. Bu nó đây, bu loại xám. Chung thì cần sẵn găng guốc đây, đó, carbon sẵn ít toàn thân. Carbon cross. Thì cái này được sản xuất tại Taiwan, xuất riêng cho thị trường Nhật nha. Đây, bát của nó đóng chữ Seben nè, đó. Sẵn gần gốc. Thì cái này nó nặng là 375 g. Đọt 2.6 ly, độ cứng 50 và 2.7. Rồi giá công khai cây số 3, giá là 800k nha mọi người, 800k cộng ship. Với cái giá này thì rất là ưu đãi luôn đó. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một dòng cần của Daiwa Helilock. Thì cái này 3 khúc à, một dòng cần Daiwa Helilock 3 khúc. Thì cái này cứng 50, dài là 3m nha mọi người. Cứng 50, dài 3m.
vì cần nhật á, cần nhật mà kiểm cần cứng cần 3 mét mà 2 khúc á, rất là hiếm. Thì cái này nó 3 mét nhưng mà nó 3 khúc nha, cũng dạng nhỏ gọn thuận tiện cho mọi người để vô vỏ, để túi vỏ đi câu. Thì cái này là một cái Daiwa Hilux còn xăng ít, fan của nó là fan Fuji đội xám. Đây chân fan nó có hơi vàng vàng tí đây đó, nhưng mà đảm bảo keo rất là chắc nha mọi người. Phôi là phôi carbon xăng ít, phôi cái này cũng còn rất là mới luôn, độ mới phôi cái này nó ra tầm khoảng 90-93% nhé. Bát là bát Fuji tam vàng, chân fan nó đây đó, fan trên đây thì ok đó, rất là chắc. Fan này anh em về câu rồi vệ sinh kỹ thì đánh vô tư luôn đó. Phôi thì bao đẹp này, phôi xăng ít bao đẹp, có chống nổ lóng ở trên này, đây là kim loại trên đây ha, càng rất là đẹp luôn. Bọn sẵn thì cứng 50 dài 3 mét thì anh em có thể câu ngâm câu lăn xe, câu tra, câu chép đó. Rất là thuận, rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 410g, đọt 2.8, cứng 50 dài 3 mét 3 khúc. Rồi giá cũng khai cây số 4, giá là 900 nha mọi người. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người một dòng cần chiên cho anh em về câu biển. Thì đây là một cây Daiwa Hilux carbon xăng ít, fan của nó là dạng fan cầu fan biển nè, fan cầu thế này là mọi người. Bát của nó là bát Fuji tam hoàng. Thì cây này thì anh em thích hợp cho anh em câu trên ghe, trên bè, dạng anh em săn hàng á. Thì cái này cứng 200, dài 2m4. Cái này thì nó có thể tải chì nó ra tầm khoảng nửa ký đến 1 ký là bình thường đó, rất là cứng. Fan là fan Fuji loại xám nhé. Đây buồn đây, buồn trong sáng. Phôi là phôi carbon sáng ít đó, dạng này con anh em câu đáy, câu bạo lực. Phôi tổng thể thì cái này ra tầm khoảng 80-85% nha, vì có fan nó hơi bị xước cái màu sơn nè, mà đổi xứ thì ok, bao chắc với mọi người nhé. Thì cái này cứng 200, cứng 200, dài 2m4, nặng là 485g, đọt 3.9, giá công khai cây số 5, giá là 1.3 cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người là một dòng cần khá là nổi tiếng của Daiwa. Đây một dòng cần của Daiwa Kenjaki. Thì đây một cây cần carbon Daiwa Kenjaki đời đầu. Bát gốc của nó là gốc gỗ nha mọi người, gốc gỗ thẳng, gốc này đó trọng luôn đó. Phôi của nó là phôi carbon sẵn, fan của nó là fan Fuji dạng fan biển, fan dạ quang nha mọi người đó. Bát là bát Fuji tam vàng, cần thì phôi fan rất là chắc rồi đó. Vì cái này nó cứng tới 300, dài 2m4. Thì cái này thích hợp anh em nào câu đáy, câu máy điện á, câu đáy máy điện săn hàng. Đây là Kentucky fan nó đây, fan đời 3 rất là bự nha, xử trong rất là bóng, bu chống sẵn đó. Và bu của nó sẽ làm bu mơ chề đây đó, nó sẽ bao luôn cái dòng kim loại ở ngoài luôn đó. Bu khá là chắc, phôi carbon sẵn. Thì cái này thì tải chì nó ghê tầm khoảng 1 ký đến ký cử là bình thường đó, càng rất là chắc luôn. Phôi dạng phôi sẵn gần guốc nha, gốc gỗ đó trọng. Thì tổng thể khi cần ra tầm khoảng 90% thôi nha mọi người. Thì cái này nó nặng là 625g, đọt 51, giá cũng hai cây số 6, giá 1.700.000 nha mọi người, 1.700.000 cho cây số 6, cần rất là đẹp. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cái cần của Daiwa. Thì đây là một dòng cần Daiwa carbon clip, dòng cán dẹp nha mọi người, dòng cán dẹp Daiwa. Thì đây một dòng cần nội địa, phôi của nó là phôi carbon vít cơ sẵn hai da nè. Trên đây thì họ sơn màu trắng nên mình không có thấy cái gõ cái quăng carbon sẵn. Đây cái gốc nó đây, dòng carbon vít cơ, dòng carbon hai da nội địa. Bát là bát Daiwa đó, bát tề cao. Fan là fan Fuji đội xám. Thì cái này dài 2m5 nha mọi người, dài 2m5. Phôi carbon, đọt là đọt tháp. Thì đọt tháp thì nó tăng lực tải của cần, với tạo cảm giác. Đây, bu của nó là bu chống sắn, bu xít nha mọi người, bu xít môi chè, rất là dày.
Thì cây 2m5 này thích hợp cho anh em về câu dạng câu ngâm, câu lăn xê, tra chép, câu trên ghe, trên bè đó. Rất là thuận tiện. Thì cái này nó dài là 2m5, nặng là 285g, độc 2 ly. Độ cứng của cây này á, nó ra tầm khoảng 80 đến 120 nhé. Độc tháp nó sẽ cứng đều vô trong. Giá công khai cái số 7, giá là 900 nha mọi người, 900 cộng ship cái số 7. Tiếp theo cái số 8. Thì cái số 8 đây cho mọi người bằng một dòng cần của Daiwa. Đây, cản dẹp đó. Thì cái này dài 2m7 nha, dài 2m7. Thì cái này chuyên về câu lăn xê, tra chép. Phen là phen Fuji loại xám. Keo của này là nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Bát Fuji đây. Đó, bát Fuji. Đó. Phen là phen Fuji loại xám. Thì cái này dài là 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Phôi vẫn là phôi carbon wicker, phôi nội địa. Đọc vẫn là đọc tháp nhé, đọc tháp tăng lực tải cho cần. Đây, độ cứng nó để là 100 đến 150 nè. Đó. Bu của nó là bu xít nhé, bu xít màu chè. Phèn cũng rất là đẹp. Tổng thể phôi cần thì ok, đó. Không lỗi gì hết, không có xuất sắc gì tổng thể là nhiều. Đó. Dạng chuyên về cho anh em cái lăn xê sân hàng. Đó. Thì cái này nặng là 270g, đọt là 2 ly 2. Nó cứng nó ra tầm khoảng 100 đến 150. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 1,2 triệu nhé. Rồi thế là cây số 9 nha. Thì cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần, vẫn là một dòng cần của Daiwa Helilock. Thì dòng này vẫn là một dòng Daiwa carbon wicker. Đây, mã code rõ ràng. Cái này nó sẽ sẵn lên trên chân cần đời cao sẵn ít nha, coi là coi carbon sẵn ít. Phen cũng là phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó, bát của nó là bát Fuji tem vàng. Cây này tổng thể ngoại hình nó gỡ tầm khoảng 90-93% nha, cũng còn rất là đẹp luôn. Cả là căng mút. Sẵn nha, các bạn sẵn các bộ nít cơ đọt cái này vẫn là đọt tháp cho mọi người. Đó, khúc trên đây là khúc tháp này. Đó, nó làm tăng độ tải với cần lên. Phen Fuji lõi xám, bu của nó vẫn là bu Fuji lõi xám nhé. Được cái tổng thể cái này mới. Cái này về anh em cũng câu lăn xê, câu ngâm, câu tra chép thoải mái. Đó. Thì cái này nặng là 300g, đọt 2 ly, cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Thì giá công khai cây số 9, giá là 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho mọi người là một dòng cần của Daiwa, dòng Daiwa Helilock. Thì dòng này một dòng carbon wicker. Carbon wicker, dòng sẵn ít nha. Phôi Daiwa sẵn ít, phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji tem vàng. Mọi người hồi sáng ít rồi, rất là đẹp. Thì cái này cứng chỉ có 30 thôi, 30 dài 3m. Cái này chuyên về cho nên là câu ngâm, câu chép, câu mè. Bu của nó là bu xít nha, bu xít, phen là phen Fuji. Đúng rồi, tem đầy đủ, tem một dòng càng nội địa sáng ít nha mọi người. Càng khá là xịn, phôi khá là ok á. Thì cái này nó nặng là 350g, đọt 2 ly 7. Rồi giá khai cây số mừng, giá là 900 nha mọi người, 900 cộng ship thì số mừng. Tiếp theo cây số 11. Cây 11 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì cây này một cây Daiwa Helilock carbon wicker. Nhưng mà được cái thì cây này nó là cứng 80, dài 2m7. Thì độ cứng này rất là chuẩn cho anh em ở Việt Nam câu tra, câu chép, có thể câu cá tra hoặc dịch vụ cũng được. Phen của nó là phen dạng phen biển nha mọi người, phen biển, phen cầu bự nè, phen bự nè. Đó, độ nảy khá là tốt nha. Đó, giúp cho anh em giữ cá. Phen ở đây. Đó, thì keo chỉ cái này thì nguyên zin nha mọi người, keo chỉ nguyên zin, phen Fuji, bát Fuji tem vàng.
phôi carbon sóng X nè, đó carbon dạng carbon hay da ở đây oxy nha mọi người. Cần tổng thể nó chỉ còn ra tầm khoảng 90% thôi. Phôi nó còn thì rất là đẹp luôn, phôi cần rất là đẹp, phèn cũng rất là ok. Bu dạng bu chống sắn, bu chống sắn mà bu xít, bu này khá là xịn luôn. Đây rất là xịn sò. Anh em nào dạng câu hay đi câu ngâm, câu lăn xê thay đánh thôi dịch vụ thì lấy cái này đánh cũng rất là ok nhé. Thôi xong ít thì cái này cứng 80 và 27, nặng là 383 gram, đọt 3.6, giá công khai cái số mùa giá là 1.400.000 nhé. Tiếp theo cái số 12, cái 12 đây cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì đây là một dòng cần của Shimano carbon sẵn X, dòng carbon holy, dòng carbon hay da đây, Shimano carbon hay da sẵn X nhé. Phen là phen Fuji lõi xám, bát của nó là bát Fuji của Shimano luôn, bát tời cao. Thì cần thì có xuất sắc nha mọi người, đây cần thì có xuất sắc nhưng mà phôi thì chắc, phôi mấy cái này rất là chắc luôn. Dòng Shimano rất là nổi tiếng, carbon sẵn X, Hibawa Lock, Hibawa X nè, rất là nổi tiếng, rất là đẹp. Phong Fuji loại xám. Bu của nó dạng bu xít nha mọi người, bu xít màu chè. Đây. Rồi sẵn ít. Nói chung thì càng cũng còn rất là đẹp. Chỉ có xuất sắc li ti thôi. Thì cái này độ cứng hắc nó ra tầm khoảng cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 nhá. Đọt của là đọt thấp. Thì cái này nặng là 240 g, đọt 1.5. Độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Độ cứng nó chảy dài vô trong. Thì cái này nó giá công khai là 1.100.000 nha mọi người. Cái số 12, 1.100.000. Tiếp theo cái số 13. Cái 13 lên cho mọi người vẫn một dòng cần của Shimano. Một dòng cần của carbon sẵn X. Chỉnh để xem. Đây. Đây, dòng carbon sẵn X Shimano. Phen là phen Fuji lõi xám. Bị oxy quá tí là cái này vệ sinh ra không ảnh hưởng gì, phen còn rất là chắc. Phôi carbon sóng ít nhé. Cái này dài 2m7, phôi là phôi carbon này. Càng này có xước sát li ti, keo chỉ thì ok hết. Bù lên đây, đọt này đọt thấp nha mọi người, đọt thấp thì đi tinh, đọt này khá là cứng, nó cứng ra tầm khoảng 100 đến 150 nha. Rồi sẵn găng gút. Thì cái này nặng là 324 g, đọt 2.3, đọt cứng từ 100 đến 120. Giá hôm khai cái số 13, giá là 1.000.000 nha mọi người, 1.000.000 cái số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người vẫn là một dòng cần carbon, dòng nội địa. Thì đây một dòng cần carbon nội địa của Olympic. Olympic. Phen của nó vẫn là phen Fuji loại xám. Phôi là carbon sẵn, dạng sẵn quẩy cá. Sẵn hay da. Sẵn rất là đẹp. Đây, hàng Japan, bát Fuji tam quan Japan. Phen đây. Phen rất là đẹp luôn. Cây này cứng 60 dài 27 nha. Chuẩn anh em nào cây này về có thể sưu tầm. Thôi anh em câu ngâm, câu lăn xê. Thì phôi nó sẵn rất là đẹp luôn. Đây, lên trên đây đó chiếu mọi người xem. Đây. Đây là phôi carbon sẵn nha. Hình con ngựa nè, thiên mã. Đọt của nó là đọt thấp, nó tăng độ tải của cây cần. Tạo cảm giác
bu của nó là bu Fuji loại sẵn luôn. Quá đẹp. Góc sẵn nè. Đó. Thì cái này nặng là 315 g, đọt 2 ly 3. Thì cái này cứng 80, cứng 60, dài 2m7, giá công khai cây số 14, giá là 850k nhé. Tiếp theo cây số 15. Thì 15 lên cho mọi người một dòng cần của nội địa. Thì cây này một cây cần của Nagato, cán là cán mớp nè. Đó. Phen là phen Fuji loại xám. Bát là bát Fuji tam hoàng, bát sập bên. Thì cái này dài 2m5 nha mọi người, dài 2m5, hàng Nagato, hàng nội địa. Phen loại xám. Phôi là phôi carbon, đọt vẫn là đọt tháp. Phen rất là đẹp ha. Bộ này buộc xít nhá, dạng buộc xít mà chè. Những cái cần nhật về thì đa phần những là những cái phen xít này hết. Cần tổng thể còn rất là đẹp luôn, độ mới ra tầm khoảng 90%. Cây 2m5 thì anh em nào có thể câu ngâm, câu tra, câu chép, câu trên bè cũng được. Độ cứng ra tầm khoảng 80 nhá, độ cứng ra tầm khoảng 80. Thì cái này nặng là 280 g, đọt 1 ly 8, đọt cũng 80, giá công khai là 850k nhé, 850k còn xếp cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây cần nội địa. Cái này chính xác hơn là lấy từ thị trường nội địa Nhật về nhé. Một cây cần răng test nè. Thì cây này dài là 2m85 nha mọi người, dài 2m85. Sở hữu bộ phen là một phen Fuji Sit nòng súng. Đó. Đây, Fuji. Thôi thì dạng đây. Đó, Fuji Sit nòng súng nha. Thì cần còn rất là mới luôn. Đó. Cây này thì chuyên về cho anh em nào cột chép. Đó, cột chép rất là phê. Đó, cột chép, cột trên bè. Thôi đây. Bát là bát Fuji tam quang. Phen là phen Fuji Sit. Phen khá là chỉnh trò. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Được sơn màu ánh kim nè. Phen là phen Fuji nòng súng nha. Fuji 16. Bu của nó là bu chống sắn. Thì cái này độ cứng chỉ có 20 thôi. Đó. Vì độ cứng nó khá là dịu nên em câu chép là chuyên về câu chép, câu cá mè. Đó. Câu trên bè. Được cái bột viên rất là xịn nha. Xin giúp hồi rất là xịn. Test độ cứng cho mọi người xem. Đó, thể công thế này đây. Thì cái này nặng là 264 g, đọt là 2 ly, dài là 2m85, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây số 16, giá là 850k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần của Tika. Dòng Tika. Thì cây này nó dạng cần cho anh em mà câu biển, câu đáy, nó săn hàng. Đây, bè mà không công luôn. Thì cái này nó cứng là 200, dài 2m4. Phôi của nó là phôi carbon. Phôi rất là dày. Được sơn ánh kim. Phôi carbon nè. Phen là phen Fuji chip nòng súng. Bát tập bát Fuji tam quan Tika rất là đẹp luôn. Hai trăm 224. Em đề ba đây khá là xịn nhá, bu chống sắn, sắn gần gốc nè. Fuji keo chỉ thì nguyên zin nhé, cần rất là đẹp, mã có đầy đủ. Đó, thì cây này lấy từ thị trường Nhật nha mọi người. Thì cái này nặng là 320 g, đọt 3 ly, giá công khai cây số 17, giá là 1.3 triệu nhé, 1.3 triệu cộng ship.
Tiếp theo cây số 18. 18 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Thì cây này về chiên về cầu chép nhé. Đó, chiên về cầu chép. Cầu chép, cầu cảm giác. Thì cây một cây cần Ryobi, phen là phen Fuji Seed, phen lá. Đó. Tổng thể cần thì gơ tầm khoảng 90%, cần cũng còn rất là mới luôn. Phen đây, phen Fuji Seed lá. Bát tầm bát gold, bát Fuji. Thì cái này nó dài là 3m3 nha mọi người, 3m3 nên độ dịu của nó là dịu nguyên cần luôn nhé. Đó, rất là dịu, cần rất là dịu luôn. Tuy nó cứng 50 nhưng mà cần tương đối dịu nhé. Thì cái này sản xuất tại Korea. Đó. Phen Fuji Seed, phen lá. Cần cũng còn rất là mới. Bù của nó dạng bù chống sắn nhé, bù chống sắn. Phen đây, đó. Cần rất là mới luôn mọi người. Hồi carbon nè. Đó. Cái này về cho anh em nào dạng câu muốn câu cảm giác, câu chép, câu phi, câu cá mè, câu vui chơi thì lấy cái này về. Cái này về thì lãi được bộ phen rất là nhiều luôn á. Thì cái này nặng là 1315g. Đọt của nó là 2 ly 2, cứng 50. Giá công khai cái số 18, giá là 800 thôi nha mọi người, 818. Tiếp theo cái số 19. Thì cây số 19 lên cho mọi người tiếp vẫn là một cây cần Ryobi. Thì cây này cây 3 khúc. 3 khúc hàng Ryobi. Phen là phen Fuji Seed, phen lá. Cái chống nổ lỏng nè. Hàng Ryobi. Phen đây, phen Fuji Seed lá nha. Cây này về cho anh em săn hàng, câu lăng xê, câu cha, câu chép. Bắt bắt Fuji Gold. Độ cứng cây này độ cứng ra tầm khoảng 80 nha mọi người. Cái này dài vẫn là 3m3, độ cứng 80, thôi cái này là phôi cứng nha. Độ mới cái này ra tầm khoảng 90-95%. Bu là bu chống sắn, bu xít. Nó có chống lỗ nóng nè. Đó. Thì cây Ryobi này vẫn được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc nha. Thôi là phôi carbon. Bát bát phu xít tam quan, càng cũng còn rất là mới. Đó. Dạng này về săn hàng. Đó, săn hàng dạng săn lăng xê nhé. Đọt khá là cứng nhé. Thì cái này nặng là 360g, đọt 2 ly 6, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Giá không khai cái số 19, giá 1.4 triệu nhé, 1.4 triệu cái số 19. Tiếp theo cây số 20, cây cuối cùng lên cho mọi người hôm nay. Thì cây số 20 lên cho mọi người là một cây càng của Alpha Taco. Thì cây này hai đọt, và hai đọt của nó đều là hai đọt cứng từ 50 đến 80 nha mọi người, hai đọt như nhau. Phôi của nó là phôi carbon sắn, sắn vòng, dạng sắn hai da luôn. Bộ phen là phen Fuji, bát tầm bát Fuji, carbon sắn ha. Thì cái này dài 2m7, hàng của Korea. Thì cần có xây sát, xước sát nhẹ thôi. Đó. Mà phôi của nó rất là chắc, đọt là đọt thấp. Phen là nguyên zin, bu là bu dạ quang. Được cái là phôi của cái này rất là chắc nha. Phôi carbon sắn. Rất chi là ok luôn. Thì cái này cứng nặng là nặng 400g, đọt 2 ly 4. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 1 triệu nha mọi người. 1 triệu như anh em được hai đọt. Đó. Thì cái này về vẫn là anh em câu cha, câu chép, câu lăng xê. Rồi, đó, tổng cộng 20 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lại shop, để lại shop, số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.